Hello chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Clip này mình sẽ làm về top 4 khẩu súng Red Dragon hot nhất ngày xưa. Nó không khác gì VIP hiện nay cả. Cầm nó thôi là ông tu đẹp trai, không cần phải nói nhiều. Ôi giời ơi, dã man. May quá thằng Tơ nó bị đơ hay sao ấy. Nó làm rôn chúa, nó bị sốc tâm lý. Mình vẫn bú được phát. Thôi xong rồi, bàn thờ thất thủ, chiến binh tha thu. Bây giờ em đi đâu đây? Này có mấy thằng khắm lọ nó sơn sơn này. Tao mà báo công an môi trường nhá, gô cổ chúng mày vào. Có mà đi tù chung thân con ạ. Ok, cái thằng kia ngáo à. Định mệnh, ông cầm cái dìu ông đứng đấy ông chặt thì tôi cũng chịu rồi. Đồng đội yểm trợ cũng chỉ đến mức đấy thôi chứ. Nó cứ tưởng là mình làm được hết hay sao ấy. Úi giời ơi, úp mặt vào sông quê. May quá thằng hủy diệt nó không đứng dưới nó trực. Nó há miệng chờ sung phát đấy thôi nhá. Là đi luôn cả giáp. Thôi xong rồi. Anh đầu sông em cuối sông anh tơ tự nhiên lao ra mút em như này. Không biết có tí thủ hàn cá nhân nào không nhỉ. May quá nó không đuổi kìa. Chuồng chó đấy chứ. Mình sẽ không quay cái chuồng nữa nhá. Chắc chắn pha đấy là một pha hành xác của thằng tơ rồi. Làm lên đây nào. 1, 2, 3 mình giang tay ra. Các đại ca bơi theo em nhá. Ta cùng bơi lên lọc hoàng lăng. Rồi chúng ta xuống lơi vịnh hàng. Mày chết chưa. Nó vẫn lé được. Pha combo của tôi. Ok á. Băng dính tự nhiên hơi sida nhỉ, hơi phản tác dụng nhỉ. Đang slap sướng mà. Mày chết chưa. Cứ bơi sang hết đây. Hôm qua bắn cái khẩu Iron Shark một phát chết tươi. Tự nhiên khẩu súng này hai viên mới chết là sao. Có chút bôi rồi. Chạm tay anh rồi. Combo của tôi vẫn còn kìa. Đúng là đô la thần trưởng. Nhẫn rắn nhẫn dòng mẹ tăng tận 6 giây cơ. Ok, thôi xong rồi. Bọn này nó biết mình bắn sniper. Nó cũng tùy từng lúc thôi. Nó đang thoá mạ mình kìa, cay không. Có cái lỗi nhục nào như cái lỗi nhục này không. Vẫn chạy được. Ừ, giỏi ơi, bạn rơi cái đầu bạn ra nhá. Thì ít xịt lắm. Chạy hộ cái. Tao có súng lục nha. Double kill. Lại là một pha điểm nhấn đầy tinh tế của tiền zoom. Trận chiến này sẽ là trận chiến riêng của em Alakoda Ghetto này thôi. Trận trước làm bình phong, nó đã cay cú lắm rồi. Nó khóc suốt đấy. Mình hiểu tâm lý của khẩu súng mà. Nên là cố mà thể hiện em nhá. Bây giờ bị người ta lãng quên rồi. Alakoda Ghetto. Cái tốc độ xả đạn bản thờ bây giờ mới là mốt. Nên là những cái khẩu súng công lông nên dốc như này. Cho các bạn nó không lấy cơ. Lâu lắm rồi ấy. Ngày xưa mình hay gọi là một cái tên đó lục rồng. Ôi, cái tuổi thơ của tôi lại ùa về rồi. Quay mãi đéo ra. Ok kìa, sẽ lé lé thế. Mẹ chơi theo cái kiểu hành xác người chơi à. Tin ông Sida chứ. Tên khốn nạn nhỉ. Tin ông How To bị Sida ta. Chơi game nó còn bắt mình độc lão như thế này. Tốn năng lượng lắm. Ui giời ơi, nó vã kìa. Bây giờ có lẽ là tìm những cái con nào nó muốn tự do về tài chính, tự chủ về thời gian và nó đứng im thôi. Chứ nó di chuyển này không ăn thua. Ăn của bố mày cái giáp mẹ bố nhà mày. Thằng kia mà không giết nó nha, mình cho nguyên cái xẻng vào mồm. Cho nó biết thế nào là lễ độ. Cay thế. Cái bàn tay của nó thì to như cái thúng ấy. Nó đấm vào một phát thôi, đi nguyên hàng tiền đạo rồi. Ôi giời ơi, bắn như thế này bao giờ mới chết được con rôm. Vãi cả cướp. Anh đờ ra con ơi. Anh nhảy là hơi bị kinh đi nha. Không phải dạng vừa đâu. Anh muốn mút em đúng không? Thích thì cho một cuộc hẹn. Chứ bây giờ người ta đang chơi game. Chứ mày chơi 3-4 đứa như này mình chịu làm sao nổi. Lúc nãy mà mình cận chiến nó ngay thì hay. Đúng là dạy vợ từ thuở còn thơ. Dạy tơ từ thuở bơ vơ mới về. Nó được đào lấn tới này. À đồng đấy. Cho cái bom này. Hít đi hít đi hít đi. Đừng ngại anh rồi. 5 kill. Được chưa được chưa. Có bom tinh tế chưa? Ôi giỏi ơi multi. Bây giờ nhá thì em chết cũng được. Sướng lắm rồi. Thôi thằng Tư đứng bên cạnh biến hero cho lành. Tham thì thâm đấy. Bao nhiêu lần mình bắt cổ chạy ra nước rồi. Không chịu biến hero. Cuối cùng chúng nó có cho mình biến đâu. Bọn này toàn bọn biết chơi thôi. Nó cấu rỉa kinh quá. Lại lên đây. Anh em nào thích vào lỗ thì với mình nhá. Ăn sung mặc sướng quần áo mặc cả ngày. Hết thời gian rồi. Cay không cay không. Đây rồi. Đây chính là khẩu súng mà ngày xưa những cái thằng nghèo rớt vùng tơi, nghèo rơi sổ đỏ như mình không bao giờ dám quay này. 10.000 ăn sáng mỗi ngày là không đủ. Khó ra vô cùng. M451 Red Dragon. Một khẩu súng bá đạo trong chế độ kim tự tháp.
bá đạo trong mọi chế độ đấu đội cho nó nhanh, bắn nó sướng. Anh Tơ ơi, biến rôm là sau em xong nói. Nó mất tư cách đế vương ra chứ. Đục rất là sướng nhá, nghe tiếng súng tôi các bạn đã cảm thấy phê chưa? Phê như được trịch chưa? Lâu lắm rồi mình không bắn ấy. Cách đây tầm 1.5 năm mình bắn AK với M4 là một nhiều quá rồi. Nên là bắn đi một thời gian rồi. Ui giời ơi, vãi cả cướp Triệu Vi ơi. Triệu Vi chém như thế này thì bố ai dám lấy Vi là vợ Vi ơi. Nó cầm cô hủy diệt lên nó cua sạch ạ. Thùng hàng thì toàn MG hạng lặng đấy. Không, tất cả nó chỉ là phù du đối với Vi thôi. Vãi cả cướp nó lại chém chết người kìa. Thôi tốt nhất là lé con cám lợn này ra. Dính vào nó ăn cám thay cơm cả đời. Giết đi, giết đi. Bây giờ đục cho nó mất tiến hóa gì đã. Thì anh em mình còn cơ hội. Em cứ chim cút luôn. Đứng ở cái chỗ nó nguy hiểm như này. Cá chị cương thì nữa. Với một cái đôi chân nó dài đến tới lách. Lông lách nó lại chùm xuống dưới chân. Thì chịu làm sao được. Ok. Tiến sư là 3Z nha. Mày không để bố mày đập nó đi. Thì nó đẻ trứng mày luộc mà ăn nha. Tha mấy kêu làm cái gì mới biết hy sinh cho đồng đội chứ. Đây rồi. Chưa có dấu hiệu gì là bạn ấy động đậy cả. Xẻng dòng lửa. Một phát một kêu. Triệu Vi giết luôn. Con này thì không có cận chiến nha. Nó biết chơi đấy. Nó giữ mình. Thằng nào nó móc mình nữa là bằng hòa. Heno. Đâu rồi. Giúp non đi quay lại nào Heno. Ok. Thằng này bị ngu à. Nó không biết mình bắn ở đâu à. Nó vô lý thế nhỉ. Hay là nó không coi mình ra cái gì. Thôi xong tôi nói, úi trời ơi, tiền bay kìa, lừa quá điên đảo chưa? Vẫn chạy được, còn lâu nhá, còn lâu bố mày mới chết nha. Cho quả bom. Dốc hết tình này, ta trả lỡ đời. Ba kêu, tình tế thế, thẩm diện mai phục đáp quả bom kìa. Mày vẫn cố chơi tao à? Cái gì, nó định lưng cứ đinh hít cứ bông đấy, ngực tấn công bông phòng thủ. Nhưng mà không nhá, bố mẹ mình dạy rồi. Con phải chống chọi với mọi cam dỗ cuộc đời. Ui giời ơi. Không dây tơ vẫn chết. 5Q MC. Thích thế. Tất nhiên rồi, như mọi clip thôi. Thí sinh cuối cùng của chúng ta thì chó phải có mắm tôm. Ăn gì bỏ lấy cái mồm sướng lây. Có M4A1 thì bắt buộc phải có AK. Khẩu này hiếm vãi cả trưởng nha. Nick VDC của mình không có. Phải mượn tôi anh Kiên đấy, anh Pilo đấy. AK47 Scope Red Dragon. Cái tên đặc méo với cả mồm ấy. Còn khói kinh thế nhỉ. Bọn này quá đáng lắm luôn đấy, mình chỉ đáp một quả thôi. Chia nhau ra mà đáp chứ. Quăng hết lên cái chỗ mình đứng là cái gì. Bọn khốn nạn, quân bất nhân. Còn này ghim tâm cũng khá là ok. Cái chức năng zoom scope của nó thì mình chơi zoom nhiều, mình không dùng cái này được. Bởi vì quan sát tình hình nó rất là khó ấy. Mình chỉ bật đi một phát thôi. Trong khi các bạn đang say máu ăn con khác nhá. Nhẹ nhàng. Chỉ tá chỉ sờ vào mông một cái thôi. Thế là đi luôn. Ôi giời ơi, Tơ ơi, mày chém vừa vừa thôi cho tao cận chiến với. Đây rồi. Đây này đã. Mày chết cha mày chưa? Thèm giò dãi thì đúng không? Mình phải chém bạn ngay. Chứ để nước dãi mà chảy ra hăm cả bẹn ấy thì mất ăn tết. Tụi nó bắn kinh thế nhỉ. Định mệnh mà 4-1 bom bít kìa. Nó đục người cứ như là đục cái thùng xốp ấy. Thằng Tơ sau một thời gian la liếm trên thùng hàng. Bàn thờ không ăn thua quay giờ quay ra mút mình chứ. Tao nhá, còn lâu mày mới ăn được, hiểu chưa? Ơ, vẫn không chạy ra chỗ khác à? Tham thế. Hay là mình chơi lít ông Kiên này cho nó nhận ra nhỉ? Vẫn đuổi kìa, trời cối thật. Con này là mày giết rồi, cứ để bố mày phải điên lên cơ. Mày lên đây. Cái tội lầy lầy này vừa phải thôi nhá. Thằng thứ hai này đua đòi này, đồi thông hai mộ luôn. Cho nó đỡ mất công. Tàn zoom non thôi, đúng rồi, quay lại. Thơm chưa? Mút đi, đừng ngại ngùng. Bắt tao biến hero này. Ăn hết. Tầm này thì không có kiêng lễ bố con nào cả. Nào, xong kiếm vào bích nào bạn ơi. Bạn làm cô làm ngỡ thế đi. Mình làm dã chi mình cho. Úi giời ơi, chém như chém chuối. Chạy đi đâu. Chúng mày làm giàu trên thân xác đồng đội chúng mày á. Chạy đi đâu. Có nhấm nháy rồi. Ok. Đi không thấy hình, về không thấy bóng. Trời ơi, đứng ở trên đây hóng gió à. Đời nó nhục. Thằng này vẫn cố hút kìa. Mẹ bố cũng mày rồi đấy. Đồng đội mày thì đổ mồ hôi sôi máu mắt rồi đấy. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Còn một khẩu súng nữa ấy. Đó là khẩu SR Red Dragon. Nhưng mà mình khá là phân vân khi chọn giữa khẩu này với khẩu M4. Mình nghĩ là khẩu M4 A1 có một chút gì đấy nó tuyệt vời hơn. Ngày xưa ấy, một ngồi quán net mà có 4 khẩu súng này thì ui giời ơi, đằng sau là cả một bầy. À không, một đàn ngồi xem, trong đó có mình.
Đây có lẽ là combo tán gái đổ nhanh nhất ngày xưa. Em à, em chơi được kích không? Anh cho mượn lích nè. Thế hôm sau yêu nhau luôn. Em ơi, định mệnh tuổi thơ dữ dội của tôi. Anh em xem clip đừng quên để lại một like như một comment nhá. Bye bye, hẹn gặp lại.